Phần cuối chương trình sẽ là thông tin về những cuốn sách hay để chúng ta tìm đọc trong tuần này. Thưa quý vị, hòa cùng làn sóng những câu chuyện thần tiên và về phù thủy, khởi nguồn từ bộ sách Harry Potter của nữ nhà văn Rowling, thì cuốn sách cậu bé Artemis Fowl mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu kể về một cậu bé thông minh là tội phạm công nghệ cao với tham vọng điên cuồng nhưng cũng rất hài hước và tinh quái. Chắc chắn đây là một trong những quyển sách mà chúng ta nên đọc, bởi vì đây là tác phẩm bestseller của nhà văn Aaron Cosfer. Và nói một chút về tác giả thì ông sinh ra ở Westford, một thị trấn ven biển Đông Nam Ireland. Và ngay từ nhỏ thì nhà văn này đã rất là thích viết kịch và còn bắt cả những người bạn cùng lớp của mình vào vai những tên cướp biển nữa chứ. Và cuốn sách của bé Artemis Fowl gồm có 4 tập, và như Hà Trinh vừa mới giới thiệu thì ngay từ lúc ra mắt độc giả, cuốn sách này đã trở thành cuốn sách được bán chạy nhanh nhất thế giới. Bộ sách này đã được ra mắt và đã được dịch 42 tiếng trên khắp thế giới. Bên cạnh đó thì nhà văn Aaron Cosfer cũng đã nhận được những đề cử cho bộ sách Artemis Fowl với 4 giải thưởng văn học danh giá nhất dành cho thiếu nhi.